Cái bí quyết rất là đơn giản cả nhà nhá. Các bạn cứ lém theo cái mộ này các bạn này. Đó, các bạn cứ lém theo cái mộ này nhá. Lém đúng vào cái mộ giúp nhau vào đây. Rồi ok. Thì chắc chắn là sẽ không. Hey cả nhà, vâng, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel mình nha. Mình là Nhóc MT đây cả nhà ơi. Như vậy là cái móc khóa năm 2019 đã mở ra cho chúng ta trong cái kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của Game Clash Clan cả nhà này. Rất là mong chờ, háo hức luôn cả nhà. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục mở khóa nữa, ngày kia cũng vậy. Và ngày kia thì mới là ngày cuối cả nhà nhá. Như vậy là chúng ta đã bước qua cái kỷ niệm năm 2019 rồi. Ở đây sẽ là cái gì đây? Thử thách mùa giải trang phục tướng, rồi là thợ xây hội trường. Như vậy là nhà chính 13, nữ tướng hoàng gia, Yeti người tuyết. Như vậy là hội trường bóng tối hay là cái gì 13? 13. What? Cái gì đây? Bắt đầu chơi trò chôn rồi anh em. Wow. Cái gì đây cả nhà ơi? Lú cái đầu luôn anh em ạ. Đây 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 đây. Ui, có bo này. Trời ơi, 8 8 8 skeleton. 8 skeleton, 6 yeti, 6 con 8 con ombo mà 8 con archer. Ôi, một spell hồi máu và có một độc. Như vậy là archer sẽ diệt quân nội. Có lẽ là như vậy. Ở đây có mấy cái ô này, ở đây có mấy cái ô, tức là người ta bảo là hãy lém ôm bom vào mấy cái ô này đi. Mình lại không lém ôm bom vào mấy cái ô đấy, mình lém Yeti vào mấy cái ô này thì sao? Chia đều, chia đều anh em nhá. Ôi trời ơi, cái gì ấy? Sao thằng này lại cẩu nhỉ? Thằng này lại cẩu bất chấp thế? Thằng này có cẩu bất chấp không để mình lém luôn skeleton vào? Thằng này cũng cẩu bất chấp. Ôi à, hết mất bình skeleton của mình rồi. À, như vậy. Vẫn phải lém anh em ạ. Ai dạ dạ. Đây 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 đây, góc dưới này đi, góc dưới này ngon anh em này. À, có Tekla. Có Tekla anh em ạ. Đây rồi, đây rồi, một vài con vào đây nhá. Như vậy là nhóc vào đây chỉ còn một bình skeleton thôi. Như vậy là mình chỉ còn một bình skeleton thôi anh em ơi. Chết rồi. Hơi vui tính với cái pha lém skeleton đấy rồi. Đây 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 đây. Ơi, còn một bình ở đây. Chết rồi. Chết chết chết, quên 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 quên. Mình bị lú quá anh em ơi. Nhẽ ra là mình phải như vậy là cái gì để bắt con nhà chính, cái gì để bắt quân hội đây. Ghi mà hết skeleton rồi. Đây này, nhẽ ra cái bình đấy mình không không lém vào đây nữa anh em ạ, mà mình lém vào cho cái con ở dưới đây anh em này. Thôi được nhá. Nhưng dù sao đây con map khá là thú vị dành cho anh em đấy. Không one hit được rồi, hơi hơi tiếc là không one hit được rồi cả nhà ơi. Ok luôn, vẫn còn một cẩu đá cả nhà này, còn một máy bắn đá. Cái đạo skeleton ở đây, có con Yeti ở đây ra đục cái gì, đục điếc gì đây. Ôi, còn đi đục tường nữa. Còn nhà chính nghe chừng khá ban căng. Mình đang không biết làm cái gì để có thể tiêu diệt được con nhà chính này ý cả nhà. Quạch. Fail rồi cả nhà nhá, nhưng mình vẫn đang muốn để xem quân hội là cái gì. Mình vẫn đang muốn xem đó chính là quân hội là cái gì cả nhà. Archer này thì không với tới được, đó chính là cái con máy bắn đá này. Thôi được rồi, bỏ qua anh em nhá, bỏ qua bỏ qua. Lại 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 cả nhà này. Ok, chúng ta sẽ lại cùng với nhóc ở đây nhá. Các bạn để ý rằng là cái bay này nó giống như kiểu bay bông tuyết ấy, và nó gần như trùng lặp nhau tất cả. Nhưng mà sau khi mình nghiên cứu thì mình thấy rằng là sẽ chỉ thả được cái góc, đó chính là góc này thôi. Đây cả nhà này. Ok. Vậy là chúng ta đã tốn mất 3 bình rồi đúng không? Ở cái góc này nhá các bạn nhá. Rồi, đây 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 đây, nhiệm vụ của những con Yeti này thì sẽ vào đây cả nhà. Nhiệm vụ của những con Yeti này thì sẽ vào đây. Đẹp trai luôn, đẹp trai luôn, đẹp trai luôn. Đâu nhỉ, đâu nhỉ? Ái à, ái à, ái à. Cấu đầu phết anh em nha. Đây, cái đạo Yeti này sẽ đi vào trong đây cả nhà. Rồi ơi, bình hồi máu thì sẽ được lém vào trong kia nhá. Sau khi mình nghiên cứu qua thì mình thấy rằng là nó rất là dễ bị cái đạo quân hội, và nó rất bị dễ con nhà chính. Chính bởi vậy mà chúng ta sẽ
xử lý nó để cho nó đi vào trong đây. Cái đạo Yeti này là cái nhiệm vụ bắt con nhà chính anh ạ. Bắt con nhà chính anh em nha. Rất là quan trọng luôn cái nhiệm vụ của nó em nói. Mình sẽ hồi máu căng đét đổ lại luôn. Đây. Đây cả nhà này. Và mình nhận ra được cái điều rằng là các bạn cứ lém mơn mơn kiểu này nhá. Ui vãi cái chấy luôn, nó nhìn thấy luôn anh em kìa. Không sao, không sao, không sao, không sao. Không sao, không sao, không sao hết. Không sao hết. Vẫn còn một. Ui giời ơi, nhà chính được rồi anh em ơi. Nhà chính được rồi nhá. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi, đạo skeleton kia sao lại chạy lon ton kiểu kia. Ok anh em này. Cuối cùng thì cũng đã tìm ra cái bí quyết của em nó rồi anh em ạ. Cuối cùng thì cũng đã tìm ra cái bí quyết và chúng ta còn rất là nhiều tham luôn. Trời ơi. Bí quyết thì thật ra là khá là đơn giản thôi anh em. Đây cả nhà nhá. Như vậy là đã xong cả nhà này. Wow. Cảm giác là khá là mệt luôn á. Lúc đầu mình cứ thả linh tinh hết cả. Và mình nhận ra được là như thế này nó sẽ khá là khó cho chúng ta. Và các bạn, cái map này thì các bạn cần phải đánh từ cái hướng con Tekla. Bởi vì nếu không thì sau này các bạn thả skeleton nó sẽ hơi khó một tí anh em ạ. Cái hướng con Tekla ấy, thì cái bình spell ném vào đấy thì cũng được thôi. Nhưng mà nó sẽ khó hơn tí, chắc phải hai bình, không Tekla nó giật hết. Như vậy là cuối cùng nhau thì đã có 3 sao rồi đúng không nào? Rồi đây chúng ta sẽ lại cùng với nhau một tên anh em này. Ở đây thì cái chiến thuật thì có lẽ rằng là mình sẽ lém trước cả nhà. Đây cả nhà nhá. Đấy các bạn sẽ lém. Ở đây nó có những cái hốc mộ ấy. Các bạn để ý có những cái hốc mộ này thì chúng ta sẽ lém được này. Các bạn cứ để ý nhá. Cứ có cái hốc mộ ấy thì chúng ta sẽ lém được và sẽ không bị cái con cẩu đá cẩu được anh em nhá. Sau khi mình đánh được một lúc xong ấy thì mình nhận ra được rằng là nó đều có chỉ điểm cho chúng ta rồi anh em ạ. Nó đều có chỉ điểm cho chúng ta rồi. Đấy anh em thấy không. Thật ra là game này cũng khá là thú vị đấy. Biết là thế rồi mà vẫn còn chỉ điểm cho mình. Ảo ma Calada thế. Mình thấy rất là thú vị luôn. Còn anh em chúng ta đánh như thế nào thì là quyền của anh em ta nhá. Còn nó vẫn chỉ điểm cho chúng ta đấy cả nhà. Mình cũng thấy rất là lú luôn khi mà nó lại chỉ điểm cho chúng ta như thế này. Ok cả nhà này. Có một con Yeti ra đây cả nhà. Có một con Yeti ra đây cả nhà kìa. Ok. Kệ đó anh em. Rồi mình sẽ lém mình hồi máu sớm giống như kiểu cái trận đầu tiên á. Lém độc luôn cả nhà này. Archer quét luôn anh em nha. Quét trụ luôn anh em nha. Rồi trời ơi đẹp luôn anh em ơi. Trận này thì 3 sao chặt rồi này. Trận này kiểu ua. Con này bắn khỏe thế nhở. Mình không nghĩ con này nó khỏe như vậy luôn. Con Yeti mà nó khỏe thế á. Rồi chắc chắn là cái đạo Yeti của mình bắt được con nhà chính thôi. Còn cái đạo còn lại thì sẽ đi bắt nhà cả nhà nhá. Đây dẹp nhà chính thoải mái luôn cả nhà kìa. Ôi bom cũng may không phải độc nhà chính cho ăn 14. Chứ độc nhà chính cho ăn 14 thì nghe chừng hơi căng căng. Êm luôn cả nhà ơi. Nắm vững kiến thức ngay. Có cái bí quyết rồi anh em ạ. Có cái bí quyết rồi. Chính thức tìm ra cái bí quyết cho cách đánh rồi anh em nha. Cái bí quyết đánh rồi. Chính thức là tìm ra cái bí quyết đánh cho anh em rồi đấy. Rồi. Ok bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi một tí thôi. Một quãng thời gian nhóc ở đây chờ anh em này. Cũng may là còn 10 giây. Cũng may là còn 10 giây đúng không nào. Rồi, cuối cùng thì nhóc một tên đã tìm ra cái bí quyết rất là đơn giản cả nhà nhá. Các bạn cứ lém theo cái mộ này các bạn này. Đó, các bạn cứ lém theo cái mộ này nhá. Lém đúng vào cái mộ giúp nhóc một tên. Rồi, ok. Thì chắc chắn là sẽ không bị cẩu anh em ạ. Đây, cái này bị cẩu thì do bị chờ một tí thôi. Và ở đây thì các bạn sẽ lém cho mình hai con Yeti vào đây để cắt góc nha các bạn nhá. Ok luôn, bom cả nhà này. Rồi, đấy. Bí quyết thì rất là đơn giản thế thôi cả nhà nhá. Sau khi mình chơi thì mình nhận ra được rằng là cái bí quyết thì rất là đơn giản thôi. Bây giờ thì gần như là hết cẩu đá rồi. Gần như là hết sạch cẩu đá rồi cả nhà ơi. Rất đơn giản đúng không nào. Cái bí quyết rất đơn giản luôn. Dành cho anh em. Uầy. Đơn giản dã man luôn cả nhà ơi. Cái bí quyết hay quá.
Hay quá cho cái bí quyết này cả nhà này. Mỗi tội là cái đàn skeleton này của mình sẽ bị hẹo anh em ạ. Các bạn biết lý do vì là sao nó hẹo rồi chứ? Nó bị con dẹp JT nhảy rất là đau luôn. Nó bị con dẹp JT nhảy rất là đau luôn cả nhà. Đau thế? Nhà chính đốt đau thế? Con nhà chính đốt đau giật mình luôn ấy. Không nghĩ là con nhà chính đốt lại đau như thế luôn anh em ạ. Ủa ơi, liệu bè mà không đấy? Ủa, căng đấy nhở? Con nhà chính thì đốt đau thế. Đây rồi, hai con Yeti vào đập con nhà chính này. Cũng may là lém skeleton xuống, tránh mấy con kia nó đánh anh em ạ. Đây rồi, hay quá, vẫn kịp thời lấy con nhà chính. Trời, trận thắng trong gang tấc anh em ạ. Chứ để lại nhà chính thì chắc chắn là không bao giờ thắng nhá. Nhưng cuối cùng cũng đã tìm ra cái bí quyết lấy 3 sao cho con map 2019 cho tất cả anh em nhá. Rất đơn giản thôi cả nhà. Rồi, quá đơn giản đúng không nào? Cuối cùng thì cái gì nó có cái bí quyết bí kíp anh em ạ, bí kíp võ công để khai mở. Đây cả nhà này. Trông vậy thôi, mấy con skeleton nó chém cũng tít thò lò xe bò phết nhá. Mấy con trên đây liệu chém lổ cái tường này không? Trời ơi, đang chém bức tường kia sao lại di chuyển đâu vậy? Cũng được cái đồng quân anh em ạ. Bây giờ nó chém thì nhanh lắm, không sợ lắm đâu. À đây này, nó cũng khôn phết. Nó cũng biết ra điểm này nó chém anh em ạ. Mấy con này nó cũng khôn. Không sao, dù cái điểm này có bị không ấy, cái điểm trên này dù có căng máu đi chăng nữa thì cái điểm dưới này đồng quân chém rất là ok đúng không nào? Có 3 sao rồi anh em nha. Và video của mình kết thúc tại đây rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video sau. Giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.